Cảm giác thật tuyệt, Arteta nói sau chiến thắng trên sân Wembley tối 6 tháng 8. Tôi nghĩ không gì tuyệt hơn việc đoạt danh hiệu tại Wembley trước câu lạc bộ hay nhất thế giới theo cách mà chúng tôi đã làm. Điều đó thực sự đáng khích lệ. Hôm qua, Arsenal nhập cuộc không tốt nhưng tạo nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1. Phút 26, Kai Havertz dứt điểm đập chân thủ môn Stephen Ortega rồi Gabriel Martinelli đá bồi không thành công. Phút 40, Havertz tiếp tục phung phí với cú đá chân phải cận thành bị Ortega cản phá từ đường truyền của Bukayo Saka. Khác biệt đến ở phút 77, khi Phil Foden vượt qua Thomas Partey ở giữa sân và pha phá bóng thiếu dứt khoát của Kieran Tini tạo điều kiện để Kevin De Bruyne kiến tạo cho Cole Palmer cửa lòng về góc xa mở tỷ số. Trận đấu tại Wembley được đẩy đến cao trào ở phút bù thứ 11, khi tiền đạo Leandro cho sút sút trúng chân trung vệ Manuel Akanji đổi hướng vào lưới, gỡ hòa cho Arsenal. Ở loạt đá luân lưu, pháo thủ thắng 4-1 để đoạt siêu cúp Anh lần thứ 17. Theo Arteta, Arsenal tạo nhiều khoảnh khắc tuyệt vời xuyên suốt trận đấu, đặc biệt trong hiệp 1 và tiếc nuối với các cơ hội bị bỏ lỡ. Arteta thừa nhận Arsenal mắc lỗi tranh chấp ở giữa sân rồi phá bóng không tốt khi để Palmer chọc thủng lưới. Nhưng ông ca ngợi các học trò giữ vững niềm tin, động lực, chiến đấu đến những giây cuối cùng để gỡ hòa rồi thắng trên loạt luân lưu. Trong khi Pep Guardiola phàn nàn về thời gian bù giờ quá dài, Arteta tỏ ra thích thú với việc bóng đá Anh áp dụng quy định tương tự World Cup 2022 ở Qatar. Giờ đây, câu lạc bộ sẽ phải suy nghĩ lại việc câu giờ. Còn chúng tôi phải chuẩn bị để thi đấu các trận 100 phút vì nó sẽ diễn ra hàng tuần, nhà cầm quân 41 tuổi nói. Sau trận, Ramsdale cho rằng Arsenal đã chứng minh có thể đánh bại Manchester City ở những cuộc đấu quyết định. Khi được hỏi về phát biểu này, Arteta đáp, tôi không cần phải đồng ý hay không đồng ý. Đó là những gì các cầu thủ cảm nhận và họ tin có thể đánh bại bất kỳ đội nào. Đó là thách thức đặc biệt với sự trưởng thành và tần suất họ chơi các trận chung kết. Arteta sau đó ca ngợi Ramsdale trình diễn xuất sắc và tiết lộ Arsenal tập luyện các loạt đá penalty rất nhiều trong giai đoạn tiền mùa giải. Arteta cũng đánh giá Havertz gây áp lực, khai thác khoảng trống, chọn vị trí tốt nhưng thiếu may mắn để lập công. Arteta phủ nhận việc thắng Manchester City sẽ tăng kỳ vọng hay áp lực nhưng sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực và tinh thần cho Arsenal tại ngoại hạng Anh mùa tới. Arteta muốn các học trò lập tức hướng sự tập trung cho trận mở màn gặp Nottingham Forest ngày 12 tháng 8 và đánh giá trận đấu này sẽ rất khó lường.